Theo công bố của hãng, Hyundai Grand i10 hiện đang trong giai đoạn giải phóng hàng tồn để chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp. Hyundai Grand i10 thế hệ hiện tại đã ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 8 năm 2021. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu xe hạng A này chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp. Khi công bố kết quả bán hàng tháng 4 năm 2024, tập đoàn Thành công TC Group đã công bố kế hoạch giới thiệu Grand i10 mới tại Việt Nam. Theo Hyundai Thành công, mẫu xe này hiện đang trong giai đoạn giải phóng hàng tồn để chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp. Hiện hãng chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến Hyundai Grand i10 mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe được áp dụng một số thay đổi tương tự Hyundai Grand i10 này OS đang bán ở thị trường Ấn Độ. Ra mắt tại Ấn Độ vào hồi tháng 1 năm 2023, Hyundai Grand i10 nâng cấp đã được cải tiến thiết kế, bổ sung công nghệ và tính năng an toàn. Theo đó, mẫu xe hạng A này được trang bị lưới tản nhiệt lớn hơn, với mắt lưới hình tổ ong sơn màu đen, tạo cảm giác thể thao hơn. Cản trước cũng đã được làm mới cho phù hợp với thiết kế của lưới tản nhiệt. Thay đổi tiếp theo của Hyundai Grand, i10 là giải đèn LED định vị ban ngày, với thiết kế hình chữ Y mới thay vì hình chữ V như đời cũ. Ngoài ra, đèn này còn được chuyển vị trí từ bên trong lưới tản nhiệt sang hai bên đầu xe, và bao quanh khe gió. Khu vực bên sườn của mẫu xe hạng A này đương nhiên giữ nguyên như cũ, trừ vành la răng. Xe tại Ấn Độ được trang bị bộ vành hợp kim 15 in với thiết kế 5 chấu và phay sức hai màu. Ở phía sau, Hyundai Grand i10 được nâng cấp ở cụm đèn hậu LED. Không chỉ thay đổi thiết kế, hai đèn hậu còn được nối liền với nhau bằng dải đèn mỏng nằm vắt ngang cửa cốp. Bên trong xe, Hyundai Grand i10 tại Ấn Độ không thay đổi nhiều về mặt thiết kế. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ bổ sung ghế bọc nỉ màu xám mới, vô lăng bọc da, hệ thống đèn dưới sàn đặt chân và tay nắm cửa bằng kim loại cho xe. Chưa hết, xe còn có thêm những trang bị mới như đèn pha tự động, cổng USB Type C, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, móc ghế che em ISOFIX -E -E và cảnh báo áp suất lốp. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm 8 in, hỗ trợ Apple CARPLI trên Android Auto và điều hòa tự động vẫn giữ nguyên như cũ. 4 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, khóa cửa tự động cảm biến tốc độ hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử cũng được trang bị tiêu chuẩn cho mẫu xe hạng A này ở Ấn Độ. Trang bị tùy chọn của xe gồm có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn pha tự động, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, móc ghế trẻ em ISOFIX và gương chiếu hậu hai chế độ ngày trên đêm. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Grand i10 có hai tùy chọn động cơ với dung tích 1.2 lít sẽ không ngạc nhiên nếu xe ở Việt Nam tiếp tục dùng động cơ xăng Kappa 1.2 lít MVI, sản sinh công suất cực đại 83 mã lực và mô men xoắn cực đại 114 Nm như phiên bản cũ. Động cơ đi kèm kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, tùy phiên bản. Giá bán của Hyundai Grand i10 nâng cấp tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, phiên bản cũ của xe hiện đang được bán với giá từ 360-455 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.